Ukraine tuyên bố bắn rơi tiêm kích Su-35S Nga. Quân đội Ukraine thông báo bắn hạ một chiếc Su-35S Nga tại tỉnh miền Nam Kherson, nhưng có khả năng phi cơ bị đồng đội bắn nhầm. Đơn vị tên lửa phòng không thuộc không quân Ukraine đã hạ một tiêm kích Nga, được cho là mẫu Su-35S, tại khu vực Novakakhovka ở tỉnh Kherson sáng 19 tháng 7 khi nó đang tìm cách tấn công cường kích Ukraine. Hình ảnh tại hiện trường xác nhận máy bay bị bắn rơi và phi công nhảy dù, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ra thông cáo cho biết. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay bốc cháy, rơi xuống đất và phát nổ, nhưng không rõ chủng loại và lực lượng vận hành. Một chiếc dù được cho là của phi công điều khiển hạ độ cao gần đó, trước khi trực thăng vũ trang Mi-24/35 quần thảo hiện trường. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Tuy nhiên, một số tài khoản ủng hộ chiến dịch quân sự Nga trên ứng dụng Telegram nhận định phi cơ của nước này bị đồng đội bắn nhầm, không phải do phòng không Ukraine bắn hạ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ bắn nhầm máy bay thứ hai của quân đội Nga trong vài ngày qua, sau khi một chiếc Su-34M nghi bị đồng đội bắn hạ tại tỉnh miền đông Lugansk. Quân đội Ukraine hồi đầu tháng 4 cũng tuyên bố bắn rơi một tiêm kích Su-35S Nga, và công bố hình ảnh xác máy bay rơi ở tỉnh đông bắc Kharkov. Đây dường như là chiến đấu cơ Su-35S đầu tiên của Nga bị rơi kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Su-35 là tiêm kích thế hệ 4 của Nga, có khả năng cơ động cao và trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Không quân Nga bắt đầu biên chế dòng Su-35S từ năm 2013, lực lượng này đang vận hành 103 chiếc và đặt mua thêm 29 máy bay. Su-35S là tiêm kích chủ lực hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay, trong bối cảnh mới chỉ có 3 chiếc Su-57 được bàn giao và chưa làm nhiệm vụ chiến đấu. Nga kiểm soát tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, từ giữa tháng 3. Lãnh đạo vùng này do Moscow bổ nhiệm nói rằng họ có thể tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga vào nửa cuối năm nay. Lực lượng Ukraine mở các đợt phản công vào Kherson từ tháng 5, tái kiểm soát một số làng song chưa tiến vào thị trấn có quy mô lớn. Thành phố Novakakhovka đang trở thành trọng điểm tập kích bằng pháo phản lực HIMARS của Kiev. Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều mục tiêu của Nga tại đây, trong khi các quan chức chính quyền thân Nga tại Kherson cáo buộc Ukraine đánh vào mục tiêu dân sự khiến nhiều dân thường thiệt mạng.